Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm Hòa Vang, nghĩa trang quân khu 5, nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nghĩa trụng Phước Ninh và nghĩa trụng Hòa Vang. Tham dự lễ tưởng niệm có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, những người có ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay nguyện cống hiến sức mình, phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đưa thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước.